tính các bạn một chương trình, một dự án của một cái sàn toz.io, khi đăng ký các bạn nhận được 15 tốc cằn tương đương với khoảng 15 đô hiện giờ giá tính của nó các bạn. Đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ mail, phía nam là ghi họ, last name là tên, dòng city là quốc gia các bạn chọn Việt Nam các bạn, còn công ty là quốc gia Việt Nam, còn phần city là tỉnh thành, bạn sống đâu bạn ghi vô nha, tỉnh thành, thành phố, còn accent này là địa chỉ, các bạn sống chỗ nào bạn ghi vô, số nhà hoặc là địa chỉ các bạn sống bạn ghi vô, còn này passcode là mã bưu điện các bạn lên Google kiểm tra bưu điện tỉnh thành của mình, nút phone thì cộng 84 đồ bỏ không các bạn, còn password xác nhận password rồi các bạn bấm nút tôi không phải là người máy. Bạn nào không hiểu dùng Google dịch dịch không? Rồi bạn bấm nút xin phép nha bạn, rồi bây giờ mình dèm vào đấy chỉ mail nè. Các bạn thông cảm á, mình nhiều yếu lắm các bạn ơi, dung lượng hết dung lượng là mấy cái video mà mình cố gắng ship lên cho các bạn. Các bạn bỏ chút ít thời gian nha các bạn, mình cũng vậy, làm ai góp mà. Ai góp con nào dài tiềm năng, con nào không vậy thì mình thôi bỏ các bạn. Chứ mình cũng không có giờ tụi tôi spam các bạn. Chứ mình cũng đâu có biết đâu, con nào dài con nào không đâu. Đừng đứng mấy ta làm cho suôn sẻ cái video này nó nghỉ. Bạn vào mail mới xác nhận được các bạn. Cái gì cũng vậy, sàn nào nó ký sàn hoặc cái gì cũng vậy. Spam các bạn. Nó gửi về spam. Viết PayPal trên B.com BTCS không phải. Giờ phải chính lên các bạn. À nó gửi vậy nè các bạn ơi. No directly email confirm. Rồi các bạn về đi fan tôi chat nha các bạn. Tz.io. Các bạn nhớ bỏ hết cái video này nha các bạn. Các bạn mất có 5 phút rồi các bạn. Nhiều khi các bạn không theo dõi video thì làm thiếu thông tin. Mình tắt mình login nha các bạn. Rồi các bạn click vào ba chữ gạch, các bạn bấm vào chữ token bát nha các bạn, coi mình có nhận được chưa các bạn. Sẽ quay hoài ta hết dung lượng. Rồi các bạn click qua ba chữ gạch, bấm vào middle file có nhận token không nha các bạn. Mình hết dung lượng rồi. Ác thiệt ta. Middle file đóng tiêu người ta. Mai phục viên dừng không được luôn. Mẹ. Hạng gáo gắn trời của mình luôn các bạn. Này qua mình chơi điện thoại. Này các bạn bấm vào ba chữ gạch tấm mail file này các bạn. Còn mình có nhận tập cận không? Nhảy tùm lum. Nhanh cái video này nghỉ.
chủ nhà. Rồi các bạn bấm vào wallet, wallet nha các bạn, wallet inform là mình đã nhận được 15 token tot này các bạn. Nó yêu cầu mình là app ở địa chỉ với EC20 nha các bạn. Rồi các bạn đã qua với EC20 nha các bạn. Chút chút wallet nè. Chừng nào mà mình cũng thường thường vô kiểm tra mấy con web mà mình làm các bạn, khi nào con nào về rút tiền được mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Cái máy mình vẫn dung lượng yếu lắm mà. Chứ cái máy mình chỉnh lại mua máy mới rồi các bạn. Rồi bạn bấm bấm bắt địa chỉ C20 của mình vô các bạn. Đâu, không nhân một đâu. Các bạn kiểm tra đầu số của mình có thiếu không nha các bạn. Rồi các bạn đó rồi đúng rồi. Rồi các bạn update qua lại nha các bạn. Rồi. Vậy là thành công các bạn. Ừ. Rồi bạn bấm ok nha các bạn. Rồi như con này sao nó khi nào mà có nó có trả tốc cần hoặc là bán gì mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Con này nó có kêu yêu cầu cái xe chúng ta và đi xanh đâu chơi đi nữa các bạn, vào đây mình chơi cũng được để mình kiếm cho các bạn link ghép nha các bạn. Bắt tôi cần account user ta. Rồi các bạn vào nút user này các bạn. Thằng lấy link chia sẻ cho bạn bè các bạn. Vô cái con. Rồi lấy link ghép các bạn mới nhấp vào ba chỗ gạch này các bạn. Ba chỗ gạch dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Invite and Print nha các bạn. Nó nằm chỗ này nãy giờ mình lục mới ra các bạn nữa các bạn, ghép mà các bạn lấy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.